Alo, chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình cũng có mặt ở nhà. Ngày hôm qua thì mình không có nhà. Thì rất là vui mừng cái kênh YouTube được 100 subscribe thì cũng đã có một cái nút bạc bên YouTube người ta gửi cho bên em. Thì hôm qua thì anh em ở nhà, anh em rất là mừng, anh em khui ra mất tiêu rồi cho nên là không có khui được. Thì đây là cái danh dự nè, có chữ ký luôn của YouTuber, nó có tùm lum này. Anh em nó gỡ nó mất tiêu cho nên là mình không có thể nào mà đúng là mình phải làm một cái lễ ăn mừng quy hộp. Thấy thường thường mấy YouTuber kia là người ta ăn mừng dữ lắm, người ta làm cái gì lung tung hết à, nhưng mà mình thì mình chẳng ăn mừng. Hôm bữa mình ăn mất tiêu rồi. Thì đây là cái nút bạc anh em nhìn thấy nè, 100 subscribe ha, nhìn nó rất là mỏng manh giống như là một cái miếng gỗ thôi. Mình cũng nói chung là bên AutoFan cũng cảm ơn YouTube rất là nhiều đã gửi cái món quà tinh thần này cho bên em. Thì bên em cũng cố gắng nỗ lực hết mình để làm sao cho tốt, để không phụ lòng của những cái nhà hãng nhà mạng YouTube. Thì bây giờ mình cũng vào trong để mình quay ra, mình chụp tấm hình với cái tấm kỷ niệm. Mấy kiểu đẹp đây. Thì bây giờ mình sẽ mang cái này vô cho anh em. Hôm qua cái này người ta gửi về nhà cho nên là anh em ở bãi chưa nhìn thấy. Để cho anh em ta coi như thế nào. Thôi rửa bữa rồi, rửa gì nữa. Nó tặng này. Này là sau một thời gian làm việc vất vả. Bỏ biết bao công sức ra. Chào tất cả mọi người nha. Thì mình cũng xin cảm ơn tất cả bà con trên cả nước đã ủng hộ mình và đã đăng ký kênh và đã chia sẻ rất là nhiều trên mạng. Thì bên em từ chỗ đó là bên em cái kênh YouTube bên em mới được đạt cái mức độ cái số lượng người đăng ký 100.000 người đăng ký nha. Thì mình rất là cảm ơn thay mặt tất cả anh em ở bãi, thì mình cảm ơn bà con rất là nhiều. Thôi bye bye, hẹn gặp bà con.